Vừa nãy anh vừa nói những lời nhục mạ người khác như thế nhá, còn lâu anh mới đòi được nợ. Chú, anh xin này. Em này, anh có mấy triệu bạc thôi, em cố gắng em chú xếp em trả cho anh, chứ anh không phải là anh đến anh xin vay mượn gì của em cả. Sao mà cái bà này hẹn đến cắt la rong, chưa đến nơi mà không thấy mặt mũi đâu. Ồ, biết thế hôm qua bà để ứng tạm cho mấy đồng, có phải không có tiền nộp tiền điện không? Ở đấy ai hi, về đúng lúc. Em làm gì ở đây đây? Ngắm lá rong, hôm qua hẹn bà đối mê đến cắt, mà đang ngóng mãi từ sáng rồi không thấy người đâu. Mà không bán cho bà ấy thì bán cho người khác, cứ phải giữ cho bà ấy. Bao nhiêu người người ta muốn cắt thì người ta để người ta làm hàng Tết đến nơi rồi. Vấn đề là bà đến nét, cắt đến đâu giả tiền đến đấy chứ không nợ như người ta. Đấy, bạn thân chi cốt đấy, bắt đi con dê đấy, nửa tháng giờ rồi, hẹn mà cuối cùng có thấy mặt mũi giả đâu. Cái gì? Bảo cái gì? Thằng Phong ấy còn cái gì nữa? Nó đến nó bắt con dê, nó hứa hẹn bảo là tao dồn về xong vợ tao cầm tiền xuống, nửa tháng nay thấy mặt mũi vợ con ở đâu. Vợ cười gì nó không trả, lúc này lúc khác nó trả. Bây giờ có một con dê. Một con mà nó còn nợ nửa tháng, thế nó đi bắt người ta nửa, à cả một đàn thì người ta đòi nửa năm, một năm nó đòi hết tiền nhà nó à? Chắc là nó cũng bận việc, nó còn đưa hàng họ, nó chưa có thời gian, nó xuống nó trả thế thôi chứ. Bận sau nó không trả thì cơm mình chưa ăn thì gạo nó vẫn ở đấy chứ gì phải lo cái chuyện đó nhỉ? Nhưng bây giờ cơm thiêu nó không có được, đổ vào mồm cái kìa. Tóm lại lão đi lên đòi nợ, trong ngày hôm nay mà đòi nợ về. Em biết hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Ngày đi đòi nợ. Mà ngày bây giờ ngày nộp tiền điện cái kìa. 400-500 nghìn tiền điện có ít đâu. Nhưng mà chỗ anh với chỗ thằng Phong, chỗ thân tình, nó làm kinh doanh buôn bán mình phải giữ cho nó một tí. Hôm càng thân tình thì càng phải nét, liên quan đến đồng tiền là nó phải rõ ràng rành mạch. Anh biết là vợ chồng nó nét, nhưng mà nó chưa nét mấy thôi. Chẳng qua nó cứ bận việc nó quên thôi. Có cái gì một con dê có 5 triệu bạc mà. Quên cái gì? Nó để lâu cất trâu hóa bùn còn nghe được, quên. Em không được nói vợ chồng nó thế. Bây giờ ấy, cái người cho nợ người ta quên đã đành. Còn cái người nợ anh ấy thấy xem, mình nợ người ta một đồng một cách, trong đầu mình lúc nào mình áy náy, mình nghĩ đến nợ đúng không? Thế bây giờ mình nợ ít, mình nghĩ thấy không chi là nó nợ mình nhiều. Thì chỉ mai đi. Không có mai mủ gì hết. Tóm lại là bây giờ lão lên luôn đi, lên nhanh còn kịp, tầm này chắc nó đi giao hàng về rồi đấy. Lên muộn tí nữa là đóng cửa là không tìm được đâu. Nhưng mà hôm nay là ngày mùng 1, hiểu không? Này nhá, nếu như đi đòi nợ vào ngày thường, có khi nó còn khất lần khất lượt, nhưng mà đòi vào ngày mùng 1 ý, nó sợ rông là nó phải giả, nhá. Mùng 1 mới đòi được tiền. Người ta kiêng cái ngày mùng 1 đi đòi nợ, em buồn cười chật. Anh kiêng cái gì mà kiêng, tóm lại là lão đi đòi không? Mà để con này đến đấy đòi nợ nhá, thì đừng có nói chuyện tình cảm anh em mà không sứt mẻ là lạ đấy. Được rồi, vợ để đấy anh lên, anh nói mình nói giả tiền cho là được gì. Phong ơi, Phong ơi, dạ có bố nhà không? Thế là em nào? Là Lý đây à, vợ của Phong đây à? Vâng, em đây. Nhớ chặt này, lâu ngày không gặp mà nhìn em trẻ thế không biết được ngày trước nhìn xinh xinh giờ. Xinh thật đó, anh cứ tưởng là con gái lớn trên này rồi nữa. Vừa có mấy năm tiếp anh nói anh ngồi nước, nhưng mà sáng sớm ra anh không ở nhà này. Thế này có việc gì ấy? Thì lâu lâu anh chặt xuống nhìn. Thì xuống thăm cửa thăm nhà. Nhà em công nhận là đúng là dân buôn bán có khác. Anh uống nước đi. Dịp này làm ăn thế nào? Có chạy hàng học nhiều lắm không? Ôi dồi ôi, chạy hàng đấy, nhà em 4-5 công nhân cứ đi suốt ngày. Thế thì hàng cứ đi liên tục anh ạ. Thế thì chắc phải nhiều tiền á, nhỉ? Tiền ra tiền vào liên tục ấy nhỉ. Ôi dồi, tiền thì anh cứ bảo làm mỗi thứ mỗi tí, bây giờ mua đất vào cứ vào 5-7 mảnh đất thì lấy tiền mặt còn bao nhiêu đâu anh. Từ đầu tháng Phong nó lên nó bắt chế ở trên anh đấy, nhưng mà dân tỉnh giờ ở trên đấy nó cũng dê cũng chẳng có mấy, nên là cũng chả thấy Phong nó lên.
À thì có dê đâu mà lên. Thì anh cũng bảo đấy, thì đợt vừa rồi lên bảo gọi điện cho anh bảo không có, thì từ cái lần lên nhà anh đấy. Ừ đấy thì mà không có dê thì bọn em lại chuyển sang bản khác bắt. À quên, anh ngồi đây để em lên em thắp hương. Nay sáng mùng 1 quên mất. Ừ nhỉ, anh muốn hỏi em một chuyện tí mà không biết có được không? Thì anh hỏi thì anh cứ hỏi đi. Đấy, cái chuyện là cái đầu tháng đấy thì thằng Phong nó lên anh bắt dê đó. Thì vâng. Thì từ đầu tháng là ở đấy nó cũng không có dê mới thì cũng chẳng thấy nó lên. Thì hôm nay anh cũng là xuống thăm nhà thăm cửa ấy. Vâng. Đấy anh. Nhưng mà anh cũng tìm được đến đây cũng giỏi đấy nhỉ. Chỉ nó có địa chỉ mà. Đấy chị, anh muốn hỏi em là đấy từ đợt đầu tháng đấy thì thằng Phong nó có lên trên đấy làm gì không, chẳng thấy nó vào nhà anh. Khổ quá. Thì em đã bảo với anh là trên anh không có dê đúng không? Ừ thì đúng rồi. Thì từ đợt đấy là anh Phong anh không lên để bắt nữa. Ừ. Mà anh muốn hỏi gì anh ý thì anh cứ hỏi thằng em thế này. Ừ thì thằng à thế thằng Phong nó đi đâu ấy nhỉ? Đấy. Nó đi đâu sắp về chơi à? Ôi giời, anh muốn gặp nó một tí thôi. Lão ghi chân bọ ngựa ấy mà, anh cứ nay đây mai đó, biết được lúc nào về và biết được hôm nào về. Anh cứ bảo cứ lên bản anh xong lại sang bản bên thì có giờ giấc đâu mà em biết được lúc nào về. Ờ thế thôi, anh cũng xin phép tưởng nó ở nhà thì anh hỏi nó cái này cái. Ờ thế anh muốn hỏi gì thì cứ bảo em giải quyết cho. Thôi được rồi, để tí anh gặp Phong. Chán thật cái thời tiết. Đúng là ẩm thấp lại còn mưa gió, cảnh không có tiền não nể. Ơ, đòi được chưa? Mà thấy về rồi nhanh thế. Hỏi rồi. Thì đưa đây. Nhưng mà có mỗi vợ nó ở nhà rồi, thằng Phong nó chưa về nên chưa lấy được tiền. Rồi á. Lão có đổ óc không đấy? Con vợ nó mới là cái con cầm tiền. Nó bảo là nó vẫn chưa về thì đợi mãi ở đấy ạ. Chứ thằng Phong nó chưa về thì tóm lại là lão hỏi chưa? Hỏi vợ nó chứ. Hỏi thế nào? Hỏi bảo thằng Phong nó về chưa thế thôi. Rồi á, chồng với cả con không được cái nước nôi gì hết. Lão lên ngay cầm theo con dao bầu. Đi lên giờ nó về rồi đấy, nhanh còn kịp. Nhớ là phải hỏi để cầm tiền thì mới mang về nhà. Còn không đừng có được về đây nữa. Nó hỏi nó chị, về chưa chứ nị. Chị nó vợ nó bảo nó mang xuống thì ta được à. Thế mới lộn ruột. Đã hỏi tiền nó đâu con vợ nó biết. Thì hỏi thằng Phong nó về chưa. Chị nói phải về chị mới cứ có tiền nó trả cho mình chứ. Giận một đằng để hỏi một nẻo. Đi lên hỏi tiền đi. Mang theo con dao nữa. Nói mà không được còn sẩn cổ lên với nó chứ. Mang theo con dao nữa. Nhưng mà thí dụ mà nó vẫn chưa về thì hỏi ai? Thì mở cái mồm to ra hỏi con vợ đó là giả tiền dê cho anh, hiểu không? Giận một đằng làm một nẻo. Thế thí dụ vợ nó không cầm tiền thì chị làm thế nào? Nói không cầm tiền, ngồi đực ở nhà nó đấy, đợi là thằng chồng nó mang tiền về thì mới về. Mấy đồng bạc thì đi lại lặng. Mấy đồng bạc? 5 triệu của tôi đấy. Con dê của mình bắt chắc nó thịt chủ, chả thấy đâu. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín. Xem dê nhà em làm gì đấy? Em tưởng anh về rồi mà. Anh về đến nhà rồi anh lại vừa lên. Thì ngay vào trong ấy
không thấy có ai ở nhà, gọi mãi chả thấy ai thưa. Thế anh ra tham quan cái chuồng dê của em. Em đang ở trong nhà, phòng kín em nghe nào được. Đấy, anh nhìn mãi mấy con dê này mà không thấy cái con dê nhà anh nhỉ? Con dê nhà anh á? Con dê mà hôm đầu tháng... Ôi giời ơi, từ đầu tháng đến bây giờ làm sang tháng, đầu tháng sau rồi, làm gì còn anh? Nhà em thịt luôn từ hôm sau rồi. À thế á? Vâng. Phong về chơi à? Vẫn chưa thấy đâu anh ạ. Nhưng mà có việc gì thì anh cứ bảo em được. Cần gì phải gặp Phong? Thì thật sự là anh cũng muốn gặp Phong ấy, là để hỏi cái chuyện này thì nó cũng không thật sự là quan trọng đối với vợ chồng em đâu, nhưng nó lại thực sự rất quan trọng với vợ chồng anh. Nhưng mà nó không liên quan gì đến cái chuyện gọi là tình cảm đâu. Thế là thế nào thì anh nói thẳng ra đi, anh cứ vòng vo thì em sốt ruột với anh đấy. Thì gọi là cái ái tình ấy là dứt khoát đấy. Thì cái này là giữa nhà em với nhà anh thì có liên quan gì đến tình cảm đâu mà dứt khoát mới chứ. Thôi, anh xin phép cho anh được nói thẳng luôn, thật sự. Thì anh nói thẳng luôn đi em, sốt ruột. Là cũng vì là nhờ vợ chồng anh dạo này nó cũng khó khăn đấy. Em hiểu không, gọi là tiền ra tiền vào nó không được như nhà em ấy. Chứ tức là anh muốn vay tiền chứ gì? À không, anh không bao giờ anh vay tiền của ai, mà riêng anh vay của ai một đồng anh phải trả cho người ta chứ mình. Mà anh cũng không phải là xin. Thế tự dưng thì anh lên đây để làm cái gì mà anh cứ nhắc đến tiền nong nong mới khó khăn. Đấy thì anh nhìn thấy con dê thằng Phong nó bắt nhà anh là không thấy nữa thì thịt rồi. Thịt rồi. Bán cho khách rồi đúng không? Bán rồi. Thế là khách người ta cũng trả tiền đầy đủ hết rồi ấy. Nhà em bán hàng không cho ai nợ cái gì bao giờ lâu rồi anh ạ. Chỉ có hôm trước hôm sau là phải trả tiền luôn thôi. Chứ còn nợ nần bây giờ à. Biết đâu mà đòi. Thế thì nói thật là đấy, nó bắt gì của con dê của anh đấy. Nhưng mà thật sự bí lắm. Anh mới lên là anh nói với vợ chồng em là thu xếp xem cho anh xin cái tiền cái con dê đấy để về trang trải cái cuộc sống ấy mà. Sao lại xin? Không phải là xin mà là có nghĩa là anh lên đây anh hỏi vợ chồng em là cho anh gọi là trả tiền con dê đấy cho vợ chồng anh. Cái gì? Thế là anh lên anh đòi nợ nhà em à? Ôi giời, thế thì anh nói luôn từ sáng giờ mà anh cứ vòng vo tam quốc mà. Lằng nhằng. Ừ đấy thì mà này, phải thông cảm cho anh thì cho anh xin tiền. Đợi Phong thì nó lâu quá, chẳng không biết lúc nào nó về. Không phải thông cảm không, nhưng mà anh, em nói cho anh biết nhá. Hôm nay là sáng mùng 1, em đã nhận nhịn lắm rồi đấy. Anh tự nhiên anh lên anh đòi nợ. Chả có ai đòi nợ sáng mùng 1 cả. Mà riêng lão Phong nhà em nhá, ra ngoài nợ ai một đồng lão cũng phải bảo với em. Chứ làm gì có chuyện này, nợ anh cả tháng nay mà không bảo. Đúng. Anh, em chưa thấy bạn bè nào mà như anh đấy. Sáng mùng 1 đến cả người khác để hỏi tiền. Em ơi, chị thật sự anh cũng chỗ thân tình bạn bè anh em gì đó gì đây là anh nghĩ là chắc là vợ chồng em quên thôi, thì nó hẹn là 30 cuối tháng đấy thì là Phong nó xuống nó đưa tiền. Như anh vợ chồng anh đợi mãi không thấy thì hôm nay anh lên anh chỉ hỏi qua thế thôi, anh cũng không cố ý đòi nợ đâu. Thế là anh đòi nợ rồi còn gì, anh nấn ná anh ra vào anh ngược xuôi. Thông cảm cho anh bảo Phong đấy thì gửi tiền cho anh. Này nhá, tôi đã nhìn anh từ nãy đến giờ rồi nhá, không có phong phanh gì ở đây nhá. Nợ nần gì sáng mùng 1 này, không có nợ nần gì cả. Mà anh, tôi chả hiểu anh bạn bè kiểu gì sáng mùng 1 lên nhà người khác để hỏi nợ. Tôi là tôi nể chồng tôi lắm thì tôi mới để im từ nãy giờ nhá. Có 3 đồng bạc mà chả biết nợ hay không. Sáng sớm vàng còn chưa hóa thế kìa. Tôi nói không cần biết là cái ngày nào là ngày mùng 1 nhá, ngày nào là ngày mùng mấy cả nhá. Thì tôi không phải là cái thằng đi ăn xin nhá, cũng không phải lấy đến đây để vay nợ nhà cô nhá. Tôi thấy là vợ chồng cô là thằng bạn tôi nó chưa trả tiền dê thì tôi lên tôi hỏi thế thôi. Này, cái gì đấy? Anh sửng cồ mấy ai đấy? Anh lên đòi nợ cho anh cướp của nhà người ta à? Riêng cái tính
của anh như vừa nãy anh vừa nói những lời nhục mạ người khác như thế nhá, còn lâu anh mới đòi được đâu. Trời, anh xin này, em. Này, anh có mấy triệu bạc thôi, em cố gắng em thu xếp em trả cho anh, chứ anh không phải là anh đến anh xin vay mượn gì của em cả. Anh đứng lên, đang nói chuyện. Đứng lên. Em sắp xếp cho em trả tiền cho anh để anh về. Này, anh xin em đấy. Bỏ ra, không có xin xẻo gì cả. Mùng 1 không có tiền nong cái gì cả. Mùng 1 người ta kinh doanh, đừng có đến mà để hỏi tiền nong nong. Anh có đi ra khỏi nhà tôi không? Anh không ra là tôi cho bọn chó tiễn anh ra ngoài đấy. Anh thật sự, anh xin em. Anh xin em. Nào nhở, em làm gì mà để thằng bạn anh nó quỵ? Ông thế nào đấy? Đây anh xem bạn anh này, mà anh lựa bạn mà chơi tôi đã nói rồi. Nhưng mà mùng để sáng mùng 1 ông ấy đến ông đòi nợ nhà mình. Mà tôi có nợ nần gì nhà ông không? À đấy, anh quên đấy. Quên cái bắt gì? Bắt con dê của ông ấy từ đầu tháng. Bảo là để chuyến sau lên thì thanh toán một thể. Thì từ ngày đấy chả có dê thế mình không lên nữa thì quên mất không thanh toán cho ông ấy. Thế nợ thật à? Thì nợ thật. Nhưng mà nợ thì nợ, thì cũng phải tùy lúc tùy giờ mà đến lấy chứ. Sáng sớm mùng 1 đến nhà người ta để đòi nợ. Thôi, đi vào nhà. Mùng 1 to tiếng làm gì? Mà tôi xin lỗi. Quyền khuấy đi mất hôm bảo là để chuyến sau lên thanh toán một thể thì lại... Không, tôi không ngờ vợ ông lại nghĩ tôi thế nọ thế kia. Tôi thật ngại với ông quá. Có cái gì mà ngại, anh em mình chơi với nhau từ xưa đến giờ có cái gì đâu mà phải ngại. Vì tôi bí quá thì tôi mới phải lên hỏi. Sao không gọi điện? Làm gì có tiền đâu mà nạp điện thoại. Cái điện lưới nó còn mắc lằng nhằng cái kia, còn chưa có tiền đóng tiền điện kia kìa. Thôi được rồi, ông thông cảm. Đi vào đây tôi thanh toán cho, tôi gửi tiền cho mà về mà chi trả cũng để ngại quá ông ạ. Được, đấy có may có ông về đấy. Nhưng mà bảo nói một câu với lại vợ ông cái nhá, không có nó thì tôi cũng tôi buôn bán từ bé nó tính như thế mà nói thôi, nhưng mà có cái gì đâu. Thôi được rồi, đi vào đây không, tôi thanh toán cho. Nhưng mà phải nói có được cô vợ như ông thế thì nhà ông mới giàu có được đấy, như nhà tôi chỉ có mà nghèo mọt kiếp. Anh ơi, quay lại. Thế biết cách đòi nợ thế nào chưa? Thì cứ lên đấy thì nó thấy mình thì là nó biết là mình lên lấy tiền, cần gì phải hỏi, nó cũng phải đưa ấy chứ. Gớm, nó mà tự giác thế thì nó mang xuống nhà rồi, cần gì mình phải mò lên cho nó nữa. Đây này, đòi nợ ấy, cái lúc người ta, mình cho người ta nợ ấy, thì người ta bảo nào nhỉ? Quên mất rồi, những ý là đòi nợ phải đòi thật khéo, phải thật nhẹ nhàng, như kiểu là mình phải đi ngửa tay xin nó ấy. Hiểu chưa? Nào, thế làm như thế nào? Thế này à? Với vợ Phong ơi, thì cũng là... nó là... Thật sự là... Hôm qua ấy, ngày hôm kia ấy, là nhà tôi... Ấp úng, không được. Vợ tôi nó đi mua gạo phải thiếu kiểu... tiền. Thôi, ấp úng như rồng phun lửa thế thì làm sao đòi được? Phải tỏ ra là thảm thiết lắm vào, là mình phải khổ lắm vào, thì nó thấy như mình cái khó khăn như thế nó mới đòi tiền để nó giả chứ. Ơi chị Phương ơi, tao thật sự phải nói là tao lạnh mày ấy. Thế à? Có bị hâm không? Thì bây giờ phải làm thế nào? Nói tóm lại ấy là nghe kỹ dặn nhá. Lần đầu tiên phải nhẹ nhàng, để xem thái độ của nó như thế nào, nó có chịu giả tiền cho mình không. Ừ. Mà nếu như mà nhẹ mà không được ý, thì phải sần cô lên, phải rộng xã hội vào thì nó mới giả. Hiểu chưa? Được rồi, ta sẽ cố gắng. Nhớ xem trên TV mấy thằng đi đòi nợ thuê không, mình phải như thế, nhẹ nhàng. Không đến nỗi là vác dao vác thớ đi đâu, nhưng mà cũng phải ăn to nói lớn và nó mới hốt. Được rồi, đồng tiền. Liên quan đồng tiền, nếu mà đứa nào mà nó chân thành với mình thì nó sẽ... Nó phải chẳng phẳng đúng không? Chả thế thì không à? Tiền nong là nó phải dứt khoát. Rồi, nhẹ nhàng không được thì
trưởng cô. Nhớ là phải cầm được tiền thì mới về nhà đấy, nếu không thì cứ ở đấy ăn vạ nhà nó. Bạn thì đẻ cái mấy đồng bạc mà nợ mãi không giả. Là cái đấy, từ cái đợt đầu tháng ấy, thằng Phong nó lên trên chỗ anh nó bắt dê ấy, thì quá anh đây đi ra lại 3-4 lần rồi em biết rồi. Ừ thì ở trên đấy nó cũng không có dê bán, nó cũng chẳng thấy nó lên trên đấy thì em đã bảo là trên đấy có dê đâu mà anh thì lên nữa. Ừ thì thế nào đấy, cái việc này anh muốn hỏi là thật sự là nó cũng không có gì quan trọng lắm đâu. Vâng. Nhưng nó cũng không liên quan gì đến cái chuyện tình cảm của anh em cả đâu.